Chào các em, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong khóa luyện thi đại học tiết 1 của học mãi.vn. Nhưng mà cái bài ngày hôm nay thì không phải là một bài giảng, mà thầy muốn dành cái buổi ghi hình này ấy để chia sẻ cho các em thêm một số thông tin về kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng, cũng như là thông tin về những cái thay đổi có thể có ở trong khóa luyện thi đại học tiết 1 năm 2014, để cho chúng ta có một sự chuẩn bị tâm lý tốt nhất, cũng như là có cái phương pháp học tập, phương pháp sử dụng cái khóa học này làm sao cho nó hiệu quả nhất để chúng ta có được kết quả tốt nhất kỳ thi đại học năm sau. Trước tiên thì cũng phải dành lời cảm ơn cho các bạn, những người mà đang theo dõi video này, vì chắc chắn là nếu bạn đã xem cái video này thì bạn ít hay nhiều đã dành sự quan tâm cho các khoa học của thầy trên học mãi.vn. thì các khoa học của thầy trên học mãi.vn là một hệ thống có tính chất hỗ trợ lẫn nhau, chứ không phải chỉ là một khóa học duy nhất. Thế còn những mỗi một khóa học thì nó lại có cái tác dụng riêng của nó trong cái việc làm sao giúp cho các em có được kết quả tốt nhất trong kỳ thi. Thế còn hôm nay thì thầy sẽ dành thời gian nhiều để nói về khóa tiết 1, vì đây là khóa mà chúng ta đã khai giảng rồi, khai giảng từ cuối tháng 7 năm 2014. Thế thì đầu tiên, trước tiên để chia sẻ với các bạn, thì thầy muốn đưa ra một vài cái thông tin. Tất nhiên thông tin này mang tính chất phỏng đoán cá nhân thầy thôi, về những thay đổi có thể có trong cái kỳ thi đại học cao đẳng năm tiếp theo nhé. Thì thôi ghi trên bảng một chút cho các em dễ theo dõi nhé. Thứ nhất là chúng ta có cái thông tin liên quan đến kỳ thi quốc gia năm 2015. Tại sao thầy lại gọi tên như vậy? Bởi vì là đến cái thời điểm này ấy, là giữa tháng 8 năm 2014 rồi, chúng ta vẫn chưa có được một cái thông tin chính thức cuối cùng của Bộ Giáo dục Đào tạo, mà cái thông tin vẫn đang chỉ là dự thảo và vẫn đang lấy ý kiến dư luận theo như giải thích của Bộ là như vậy. Tuy nhiên ấy, là bằng kinh nghiệm của thầy, dựa vào việc phân tích cái sự thay đổi đề thi học những năm vừa rồi, cũng như là cái quyết tâm của Bộ và những cái ý chí chính trị của Bộ, thì chúng ta có thể khẳng định được với nhau rằng là gì? Trên 90% là kỳ thi đại học và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của năm 2015 sẽ được gộp lại thành một kỳ thi chung, gọi là kỳ thi quốc gia trung học phổ thông. Đấy, từ giờ chúng ta sẽ gọi là như vậy. Nhưng mà theo quán tính thì ai cũng hiểu rằng là gì? Mục đích cuối cùng của việc đi thi, dù là thi kỳ thi chung hay là kỳ thi riêng, thì cũng là vào đại học. Nên chúng ta vẫn cứ gọi khóa học của mình là khóa luyện thi đại học. Và kỳ thi này rồi mọi người cũng sẽ quen miệng gọi nó là kỳ thi đại học nhá. Thế nhưng mà tên của Bộ sẽ là kỳ thi quốc gia trung học phổ thông. Đấy, thì thầy khẳng định với các bạn là điều đầu tiên đấy là trên 90% là chúng ta sẽ gộp hai kỳ thi là một. Tất nhiên đây mới chỉ là phỏng đoán nhé. Thế nên thầy mới nói là trên 90%. Đấy là thông tin thứ nhất thầy đưa cho các bạn. Thông tin thứ hai là gì? Là về phương án thi. Về phương án tổ chức thi ấy, thì hiện nay là Bộ đang đưa ra 3 lựa chọn. Cái lựa chọn thứ nhất, lựa chọn thứ hai và lựa chọn thứ ba. Để nói qua thôi, vì trên báo thì các bạn đã đọc là biết 3 phương án này là gì rồi. Cái phương án đầu tiên thì gần như là nó không biến động quá nhiều so với cả kỳ thi tốt nghiệp của năm 2014. Và đến nỗi là mọi người khi mà đọc phương án 1 thì thấy rằng là thực ra nó chính là kỳ thi tốt nghiệp năm ngoái, nhưng mà được nâng cấp lên một chút thôi. Đấy, tức là chúng ta vẫn giữ nguyên môn thi. Bộ sẽ tổ chức chúng ta 8 môn thi là toán, lý, hóa, văn, anh, sử địa. Toán, lý, hóa, văn, anh, sử địa. Ngoại ngữ đấy, không phải là tiếng Anh. Đấy là phương án thứ nhất. Và sau đấy các trường sẽ tổ hợp các môn thi lại để xét điểm chúng ta. Cái phương án thứ hai là phương án gộp một số môn thi lại thành một bài thi tổng hợp. Ví dụ chúng ta có một bài thi khoa học tự nhiên. Đấy. Bài thi khoa học tự nhiên thì gồm các vấn đề của lý, hóa và sinh, bài thi liên môn. Thế nhưng mà cái phương án thứ hai này chỉ đơn giản là gộp các môn thi lại thành một bài thôi, chứ nó chưa có sự tích hợp. Thì gộp các môn thi lại một bài là như thế nào? Chúng ta lấy ví dụ như này. Mọi năm ấy thì mình thi toán, mình thi lý, thi hóa, thi sinh theo trắc nghiệm, đúng không ạ? Mỗi môn là 90 phút là 50 câu. Thì đến năm nay nếu như theo phương án hai này, chúng ta sẽ gộp lại thành bài thi duy nhất thôi. Vừa có lý, vừa có hóa, vừa có sinh. Thế thì trong trường hợp này sẽ phải chia ba bài thi ra. Bài thi sẽ chia thành 3 phần. Lý có bao nhiêu câu, hóa bao nhiêu câu, sinh bao nhiêu câu. Tuy nhiên cái phương án 2 này thì nó rất là dở chỗ là nếu như mà gộp lại thành một đề là 150 câu và bắt học sinh mà đi thi tận 270 phút, không khả thi, quá tải, quá sức ngay. Thì Bộ sẽ bắt buộc phải cắt giảm được câu. Giảm bao nhiêu thì nghĩ là ít nhất nó cũng phải 75 câu. Nếu mà theo phương án 2, ít nhất phải 75 câu để mỗi môn là 25 câu. Như vậy đã bị giảm một nửa rồi. Và kể cả trong trường hợp đấy, nó vẫn là trường hợp rất xấu. Bởi vì sao?
Với mỗi môn 25 câu thì độ phủ của mặt kiến thức là rất ít, là không đầy đủ. Và thứ hai là cái độ phủ của mặt mức độ không thể đầy đủ được. Ta biết là mỗi môn thi, ví dụ môn hóa chẳng hạn, kiến thức tổng hợp của lớp 10, 11, 12 rất là nhiều kiến thức, rất nhiều dạng bài, vô số dạng bài, vô số kiểu bài, và trong mỗi một kiểu bài thì có rất nhiều mức độ khó dễ khác nhau. Bây giờ chỉ có 25 câu mà muốn đánh giá được toàn diện cái chương trình hóa học của phổ thông thì điều không thể. Do đó trên là phương án thứ hai này rất ít có khả năng xảy ra. Phương án hai này theo thầy đánh giá ấy, thì nó sẽ phải nhỏ hơn 10%, tức là rất ít khả năng xảy ra. Còn phương án thứ ba là phương án như nào? Phương án thứ ba người ta gọi là phương án thi tích hợp, tức là chúng ta có một bài thi khoa học tự nhiên mà trong đó có vấn đề về vật lý, hóa học, sinh học và công nghệ nữa, và chúng ta sẽ người ta sẽ đặt cho chúng ta một vấn đề và chúng ta phải dùng kiến thức của tất cả các môn đấy để giải quyết một vấn đề đấy. Thì theo thầy điều này là điều không thể nào làm nổi, vì đây là điều mà giáo viên không làm nổi. Từ xưa đến nay giáo viên chúng ta chỉ dạy theo chương trình phân hóa, môn nào ra môn đấy, đúng không? Môn nào ra môn đấy. Và thực tế là khoa học trên thế giới cũng như thế, có những vấn đề là liên ngành, nhưng đấy là những vấn đề rất khó, rất phức tạp, hoặc ngược lại rất đơn giản. Ví dụ như là hồi tiểu học ấy, chúng ta học cái môn gọi là tự nhiên và xã hội chẳng hạn, thì trong đấy nó cũng tích hợp, nó cũng liên môn, nhưng mà đấy là những vấn đề rất sơ đẳng và chúng ta chỉ biết thôi, chưa hiểu rõ. Muốn hiểu rõ được, hiểu sâu được vấn đề, bắt buộc phân hóa. Có những vấn đề đặc thù của hóa học thì phải học cái môn hóa học ta mới biết được, không thể nào mà giải quyết theo kiểu tích hợp được. Tích hợp thì nó rất là nông nông, nó hời hợt thôi. Thế còn nếu mà cao cấp hơn nữa, có những vấn đề tích hợp nhưng nó thuộc về kỹ thuật, thuộc về công nghệ thì quá sâu và phải tầm giáo sư tiến sĩ thì đấy thì mới giải quyết được. Cho nên là cái phương án thi tích hợp này là phương án không thực tế. Chúng ta chưa hề dạy học sinh theo kiểu tích hợp, giáo viên không tích hợp nổi sao bắt học sinh tích hợp. Phương án này theo thầy là nó sấp xỉ 0%. Vậy thì trên 90% nhá là chúng ta sẽ thi đại học. Thì đại học và thi tốt nghiệp gồm là một theo cái phương án 1 bộ đưa ra. Thì phương án 1 hiện nay nó vẫn chưa thực sự rõ ràng đâu. Bộ thì đưa ra một phương án là gì? Chúng ta sẽ bắt buộc thi toán, văn và ngoại ngữ. Ngoài ra thì thi thêm các môn khác. Thế tuy nhiên là hiện nay nó đang lại xảy ra một cái tranh cãi là liệu môn ngoại ngữ có nên là môn buộc hay không. Thực tế mà nói thì theo thầy là không nên ủng hộ phương án ngoại ngữ bắt buộc, mặc dù phương án này vẫn đang lấy ý kiến nhưng mà nó chưa được thực sự là rõ ràng lắm. Phương án hai này nếu mà theo bộ đưa ra ấy, thì chúng ta sẽ có môn toán, văn và ngoại ngữ là môn bắt buộc, thì ai cũng phải thi ba môn đấy. Ngoài ba môn đấy ra thì em có thể đăng ký bất kể môn nào trong số 5 môn còn lại. Tôi nhớ là có 8 môn là toán, lý, hóa, văn, ngoại ngữ, sinh, sử địa, 8 môn. Thì ngoài 3 môn bắt buộc em có thể lựa chọn bao nhiêu môn được trong số 5 môn còn lại. Ví dụ bạn nào nếu mà muốn thi khối A thì chúng ta đăng ký thêm lý và hóa, bởi em phải thi 5 môn. Bạn nào chỉ muốn thi khối B thôi thì bạn thi thêm 2 môn là hóa và sinh. Bạn nào muốn thi cả khối A cả khối B thì bạn phải thi thêm lý, hóa, sinh. Như vậy chúng ta phải thi 6 môn nếu bạn nào muốn xét hai khối đấy. Tuy nhiên là thực ra thi ta thi 6 môn ấy, là toán, văn, ngoại ngữ là bắt buộc này, lý, hóa, sinh là tự chọn này. Thực ra đâu phải chúng ta chỉ được xét có hai khối đâu. Chúng ta còn có khối D ạ. Khối D chính là khối bắt buộc rồi, toán, văn, ngoại ngữ rồi. Chúng ta có thể xét được khối A1 nữa, đúng không? Như vậy là 4 khối, 6 môn xét được là 4 khối. Thì đấy là một ưu điểm ấy. Chúng ta đấy là một ưu điểm, chúng ta tổ hợp rất nhiều khối thi. Tuy nhiên, nó có những hạn chế này. Thứ nhất là ở rất nhiều vùng nông thôn của chúng ta, không nhất thiết ở vùng sâu xa đâu, chỉ cần nông thôn thôi. Điều kiện học tiếng Anh, điều kiện học ngoại ngữ chúng ta nó chưa được tốt. Do đó nên nếu mà bắt các bạn thi toán, văn, ngoại ngữ thì tự dưng nó có sự phân biệt, sự không công bằng các vùng miền. Và đây là điều mà kỳ thi tốt nghiệp năm 2014 đã tính tới rồi. Trên năm 2014 người ta đâu bắt buộc môn ngoại ngữ đâu. Vì vậy cho nên là cũng rất nhiều khả năng, thầy không thể khẳng định được là bao nhiêu phần trăm, nhưng cũng rất nhiều khả năng là cái phương án 1 sẽ được thông qua, đúng không? Nhưng là sẽ không bắt buộc môn ngoại ngữ đâu. Khả năng là sẽ chỉ có toán, văn là bắt buộc. Và thầy nghĩ đấy là một giải pháp rất là công bằng. Khi bắt buộc môn toán, môn văn rồi, bạn nào thi khối D thì sẽ chọn thêm ngoại ngữ, đúng không? Bạn nào thi khối A chọn thêm lý, hóa. Thế thì cái sự chênh lệch của các khối thi là ổn hơn. Chứ còn thi những kia, thứ nhất là không cân bằng các vùng miền, thứ hai là không công bằng với những bạn mà thi không phải khối D. Chẳng hóa đã bộ bắt tất cả mọi người là khối D rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích thêm một chút nhé. Theo cái phương án là gọi là phương án 1 thì không qua, bởi vì điều này là trên 90% rồi. Vì nếu như phương án 1 không qua và rất nhiều khả năng là nó sẽ chỉ bắt buộc toán với văn thôi, môn còn lại tự chọn, em chọn bao nhiêu môn được. Thì việc có bắt buộc ngoại ngữ hay không thì thôi ta không bàn được nữa, vì điều này nó cũng hơi 50-50. Không hẳn là thầy không dám chắc là ngoại ngữ có bắt buộc hay không, dù thầy cho rằng là khả năng mà không bắt buộc cũng rất là cao. Bây giờ nói về chuyện là nếu như mà phương án 1 thông qua thì các trường nó sẽ xét như thế nào.
Thế thì năm nay nếu như mà thi theo phương án gộp như thế này này thì có một khả năng rất lớn là các trường người ta sẽ không còn cứng nhắc xét theo khối thi nữa. Nhưng năm trước đây thì xét theo khối thi thì nó có một cái hạn chế này, ví dụ mấy ông ở trường ngoại thương chẳng hạn, mấy ông ở trường kinh tế quốc dân hay học viện tài chính chẳng hạn sẽ lập luận rằng là gì, học sinh vào trường tôi cần gì biết hóa lý, do đó cho nên là bắt chúng tôi phải tuyển sinh khối A là không phù hợp, ví dụ như thế. Đấy cũng là một cái lý luận mà thầy cho là cũng hợp lý. Hoặc là ví dụ như là có như ông nói rằng là ngành của tôi như ngành luật chẳng hạn đúng không, bắt tôi tuyển khối A thì phù hợp, thì bây giờ các trường sẽ được thoải mái hơn, cần được tự do tổ hợp môn thi. Tự do tổ hợp môn thi đó là gì, ví dụ như là trường kinh tế chẳng hạn, người ta có thể lấy toán ngoại ngữ và hóa, toán hoặc là toán ngoại ngữ và lý, mặc dù là không liên quan lắm đúng không, nhưng mà đối với các khối kinh tế, đối với khối kinh tế thì người ta rất coi trọng môn toán, rất coi trọng môn ngoại ngữ đấy. Thế còn lý hay hóa chỉ là để bổ sung thêm về mặt tư duy, người ta cảm thấy là hai cái đấy cái nào cũng được. Tại sao là chúng ta lại có khối A1 là toán lý và tiếng Anh mà không có khối A2 là toán hóa và Anh? Thì bây giờ các trường được tự chủ trong việc là chọn môn thi, thầy nghĩ là sẽ có nhiều khối thi hơn, nó không cứng nhắc là A, B, C, D, A1 nữa, mà người ta có thể thoải mái có những khối thi rất là lạ. Thế rồi người ta được tự chủ trong việc là nhân hệ số các môn, mặc dù là năm nay đang có cái vụ là nhân hệ số thì nó có những cái mâu thuẫn này mâu thuẫn kia, nhưng mà thầy nghĩ là năm sau người ta sẽ điều chỉnh lại cho nó phù hợp hơn và các trường sẽ nhân hệ số các môn đấy. Ví dụ như này, ví dụ như trường Y chẳng hạn, khi vào trường Y thì môn sinh là quan trọng nhất đúng không, người ta thể nhân đôi hoặc nhân ba trong môn sinh, tức là vẫn xét 3 môn hoặc 4 môn nhưng mà môn sinh sẽ được nhân 2 nhân 3. Ví dụ như thi vào trường Dược thì môn hóa lại quan trọng, người ta có thể nhân đôi nhân 3 cho môn hóa. Ví dụ như em thi khoa vào khoa hóa học hoặc là công nghệ hóa học hoặc là sư phạm hóa học của đại học sư phạm này, của đại học khoa tự nhiên này, thì môn hóa có lẽ là sẽ được nhân đôi nhân 3. Tương tự như vậy nếu em thi vào môn vật lý đúng không, sư phạm vật lý, ngành vật lý đấy là của ngành sư phạm vật lý của khoa tự nhiên hoặc sư phạm, thì em lại được nhân đôi nhân 3 cho môn vật lý. Thế thì đấy là những cái sự thay đổi ở trong kỳ thi đại học năm sau, tức là cái việc tổ hợp môn thi nó cũng sẽ khác, không nhất thiết là trường Y phải thi phải lấy toán hóa sinh nữa, người ta có thể lấy những môn khác người ta muốn, có thể là lý hóa sinh. Tự nhiên các thầy ở trường Y sẽ lập luận là một tôi chẳng cần môn toán, tôi sẽ lấy lý hóa sinh, ví dụ như thế. Thế thì đấy là sự khác nhau giữa tổ hợp môn thi. Khác nhau nữa là hệ số và cái tỷ trọng của các môn thi cũng sẽ thay đổi. Những ngành nào liên quan nhiều đến hóa thì có thể hóa sẽ nhân hệ số cao hơn, ngành nào liên quan nhiều đến sinh thì có thể sinh nhân hệ số cao hơn, ngành nào liên quan nhiều đến lý hệ số lý cao hơn. Đấy thì đấy là một cái thay đổi. Một cái thay đổi nữa mà các em cũng phải dự phòng này, chúng ta tập trung quá nhiều kỳ thi này, mọi người hay nói những chuyện là gộp hai kỳ thi là một, phải quan tâm những kỳ thi này nó sẽ ra làm sao, trong khi đó khi mà gộp hai kỳ thi này nó lại xảy ra một cái tình trạng như này, đấy là liệu xã hội, liệu các trường đại học có tin cậy với kết quả thi này hay không, của kỳ thi này hay không, thì khả năng lớn, rất lớn là không. Đã biết là năm nào thi tốt nghiệp xong thì tỷ lệ đỗ cũng là 98-99%, 98-99% là đỗ tốt nghiệp. Vậy thì chẳng có độ tin cậy nào, chả có thuyết phục được ai trong ngành giáo dục cả. Có thể là xã hội nhiều người thông tin người ta không đầy đủ, người ta có thể tin vào cái con số đấy, nhưng chúng ta là học sinh, chúng ta là giáo viên, chúng ta là những người làm giáo dục, ta biết thừa rằng con số đấy nó không thực sự là thuyết phục đúng không. Thế thì và kể cả cứ cho là con số đấy là thật đi, chúng ta cũng không thể bê 98-99% học sinh đấy vào trong trường đại học được, đấy không thể, đấy không sàng lọc, không phân loại ai hết. Do đó cho nên thầy cho rằng ấy, là bình thường cái kỳ thi tốt nghiệp chúng ta vốn là kỳ thi mà hầu như ai đi thi cũng đỗ, 97-98% là đỗ rồi, 99% là đỗ rồi, mà nó tiêu cực, mà nó không đáng tin cậy. Thì bây giờ vẫn là kỳ thi đấy, nhưng lại trang bị cho nó thêm một cái vai trò còn lớn hơn là xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng, thì rõ ràng là cái áp lực cho cái kỳ thi đấy, cái vai trò kỳ thi đấy tăng lên, cái sự tiêu cực sẽ tăng lên. Do đó cho nên là tất nhiên là vì kỳ thi chưa diễn ra cho nên là không có thể ngay lập tức ta đánh giá, chúng ta đo lường được là cái mức độ tiêu cực đến đâu. Ở đây chỉ là phỏng đoán thôi, chỉ là phỏng đoán thôi. Cho nên là thầy cho rằng những cái trường đại học tốt đầu ấy, những trường đại học trọng điểm ấy, những trường đại học mà liên quan đến tính mạng con người như trường Y chẳng hạn, người ta sẽ không thể nào chỉ dựa vào kết quả của kỳ thi này đâu, người ta sẽ có thêm các kỳ thi riêng, và đấy là điều các em cũng cần phải lưu tâm. Chúng ta thì dạo này hay bị tập trung nhiều quá vào kỳ thi chung này mà chúng ta quên mất rằng là ngoài ra các trường còn được quyền thi riêng. Thế thì thi riêng ấy, thì nó sẽ có rất nhiều phương án. Nói chung là các trường thì người ta sẽ tránh cái chuyện là các em đã thi toán lý hóa trong một kỳ thi chung này rồi,
đúng không? Mà các em lại tiếp tục đi thi toán lý hóa ở cái trường đấy thì người ta sẽ cố gắng là tránh cái chuyện đó. Thì tránh như thế nào? Tránh thì ví dụ như này, ví dụ như trường kinh tế, khối các trường kinh tế chẳng hạn, hoặc là khối các trường khoa học kỹ thuật, những cái bách khoa đấy, thì thường là theo thầy phỏng đoán thôi nhé, cá nhân thầy suy nghĩ thôi, là người ta sẽ cho các em làm thêm một bài thi về toán, nhưng mà không phải là toán bình thường mà toán logic và ngôn ngữ, bài thi theo kiểu EQ ấy, kiểu kiểu như vậy, toán logic và ngôn ngữ. Thì theo thầy đoán là các trường thuộc khối kinh tế làm như vậy, khối kỹ thuật nhưng mà ví dụ như là điện tử viễn thông, tự động hóa, đúng không, những ngành mà nó không không đặc thù muốn học lắm thì có lẽ là người ta sẽ thi theo hướng như thế nữa. Ngoài cái việc tổ hợp khối thi rồi nhé, chúng ta sẽ phải đến trường đấy làm thêm bài thi đấy, thậm chí là có những trường có thể tổ chức các phỏng vấn, ví dụ như học viện ngoại giao, ngoại thương có thể người ta sẽ tổ chức thêm phỏng vấn. Những cái trường mà người ta vốn có thi thế mạnh về kỹ năng mềm có thể sẽ thêm cái phỏng vấn hoặc là xét hồ sơ hoạt động ngoại khóa gì đấy. Thì đấy là những thông tin mà các em nên chú ý để chúng ta có sự chuẩn bị quyết định. Thì đấy là phương án thứ nhất. Phương án thứ hai là dành cho những cái trường mà thuộc về khối ngành khoa học xã hội, báo chí, luật. Đấy. Thì thường những cái trường này nếu thi riêng có lẽ là họ sẽ nghiêng về phương án là cho các em làm một bài thi khoa học xã hội. Bài thi khoa học xã hội đây là một bài luận về một cái chủ đề nào đấy trong xã hội. Ví dụ như trước đây chúng ta có những chủ đề luận về văn hóa thần tượng này, ví dụ như là về K-pop này, ví dụ như là về trinh tiết này, rồi là vấn đề lòng yêu nước này, vân vân. Chúng ta sẽ có bài luận như thế. Ngoài ra cũng có thể có phỏng vấn. Thì đấy là cái phương án thứ hai, cái lựa chọn thứ hai. Cái lựa chọn thứ ba nó hơi cực đoan một chút nhưng mà bắt buộc phải thực hiện đối với một số trường mang tính đặc thù, ví dụ như trường y. Chắc chắn là nếu như trường y tổ chức thi riêng thì thầy đảm bảo các bạn sẽ có môn sinh, và đề sinh của trường y ra sẽ khác với đề thi sinh của kỳ thi chung này, khó hơn, phân loại sâu sắc hơn là những cái gì mà trường y cần đưa vào trong đó. Hoặc là ví dụ trường dược, nếu mà thi riêng người ta phải thi môn hóa. Và như vậy chúng ta sẽ thi hóa hai lần, hóa của kỳ thi chung và hóa của trường dược, mức độ khó hơn, phân hóa mạnh hơn. Đấy, thì đấy là những cái thông tin mà chúng ta phải lưu tâm. Cái thời gian vừa rồi thì thầy có theo dõi dư luận, theo dõi sự quan tâm các bạn, thì có thể các bạn quan tâm kỳ thi chung này nhiều hơn và chúng ta chưa đề phòng cái kỳ thi riêng, trong khi nó cũng cũng có một cái vai trò rất là quan trọng đấy. Thì đấy là một chút thông tin liên quan đến kỳ thi quốc gia năm 2015 nhé. Như vậy thầy đã đưa cho các bạn thông tin gì? Nhất là thầy phỏng đoán rằng trên 90% là gộp hai thi là một. Thứ hai là gì? Trên 90% là theo phương án một, nhưng trong cái phương án một đấy nó có những vấn đề mà nhiều khi các bạn chưa nhìn thấy hết. Đó là gì? Ngoại ngữ có bắt buộc hay không? Tổ hợp các môn thi như thế nào? Có bao nhiêu môn? Chúng ta phải thi bao nhiêu môn? Được chưa? Và cái nữa là bài thi riêng các trường. Đấy là những thông tin mà thầy đưa ra đầu tiên. À, ở đây thì thầy quên mất một yếu tố nữa là có rất nhiều bạn học sinh ở lớp 13, 14 chúng ta muốn thi lại, có những bạn đang học cao đẳng thi lại mà chúng ta không biết là mình sẽ phải thi lại như thế nào. Thì thầy có thể khẳng định các bạn như này này, là trong cái kỳ thi chung này ấy, có 4 môn, ngoài ngoài những môn bắt buộc nhé, các em được chọn thêm những môn tự chọn, làm sao cho các em có đủ 4 môn để xét tốt nghiệp, các em có 4 môn để xét tốt nghiệp. Ngoài ra thì các môn khác, thi thêm các môn khác để đến lúc mà cái trường đại học mà chúng ta muốn thi vào ấy, người ta yêu cầu là tôi cần điểm của anh ở những môn này này, thì chúng ta trưng nó ra. Thế thì đối với những bạn mà đã đang học các trường cao đẳng chẳng hạn, hoặc đang học trường đại học rồi, những bạn mà học lớp sinh lớp 13, lớp 14, chúng ta muốn thi lại một kỳ thi năm 2015 thì nghiễm nhiên là các em có bằng tốt nghiệp rồi đúng không? Thì chúng ta không phải thi những môn bắt buộc nữa. Chúng ta chỉ chọn các môn thi mà trường đại học chúng ta thi người ta yêu cầu ấy. Ví dụ như là trường Y chẳng hạn yêu cầu là toán hóa sinh, trong đó môn sinh nhân ba chẳng hạn, thì các em cũng sẽ nộp hồ sơ cho sở giáo dục đào tạo ở địa phương mình đăng ký thi các môn toán hóa sinh, thế là xong. Tức là nó cũng tương tự như là chúng ta thi đại học năm vừa rồi thôi. Đấy, thì đấy là cái thông tin đầu tiên, thông tin về kỳ thi quốc gia năm 2015 thì thầy cho các bạn một vài thông tin như vậy. Cái thông tin thứ hai, nếu như chúng ta chốt phương án là một đi, còn ở đây là phỏng đoán thôi nhé, nhưng thầy nghĩ là 99% là đúng, còn nếu nó không đúng thì thầy sẽ có một cái bài nói chuyện khác để điều chỉnh lại cho chúng ta. Thì cái thông tin thứ hai mà thầy muốn chia sẻ với chúng ta là cái sự thay đổi về đề thi. Sự thay đổi về đề thi. Cái việc gộp hai cái thi là một là chắc chắn rồi. Bây giờ ta xem là trong trường hợp mà gộp hai kỳ thi như thế, cái đề thi thay đổi như nào? Chắc chắn nó có thay đổi. Bởi vì bây giờ cái đề thi nó sẽ làm hai nhiệm vụ, vừa là xét tốt nghiệp, vừa là xét tuyển, hoặc làm căn cứ, một trong những căn cứ để xét tuyển vào
Cái trường Đại học Cao đẳng em nhớ là một trong các căn cứ thôi nhá, người ta có thể thi riêng, người ta có thể có tiêu chí khác. Thì bây giờ để giải quyết được hai cái nhiệm vụ đấy ấy, thì yêu cầu dành cho đề thi là gì? Thứ nhất là cái mức độ phân loại rất là rộng, nhưng mà trong đó phải tăng tỷ lệ những câu dễ đấy để cho cái tỷ lệ đỗ tốt nghiệp nó đừng bị giảm xuống. Tất nhiên ấy, về mặt kỹ thuật bộ chắc chắn sẽ còn đưa ra những cái phương án để cứu vớt cái tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cho nó cao, chứ không thể nào năm năm vừa rồi chúng ta đỗ tốt nghiệp là 98-99% mà năm sau bộ gộp hai cái thì là một thôi, chỉ còn có 60-70% thì chắc chắn là không ổn. Chắc chắn là trong trường hợp đấy là bộ sẽ bị gạch đá ngay, cho nên ấy, là bộ sẽ tìm được giải pháp để cứu vớt. Và thầy nghĩ rằng là giải pháp đấy thực ra chúng ta có thể biết được rồi đấy, chính là giải pháp mà bộ đã tiến hành trong năm 2014. Đấy là gì? Ngoài cái việc là xét điểm của 4 môn thi, trong đó hai hoặc ba môn bắt buộc và cả hai môn, một đến hai môn còn lại là tự chọn, thì ngoài 4 môn thi đấy, điểm 4 môn thi đấy, chúng ta còn tính điểm tổng kết của lớp 12, điểm tổng kết lớp 12. Và năm ngoái như bộ tính hệ số của nó sẽ là 50-50. 50-50 này thì nó sẽ khiến cho cái việc trượt tốt nghiệp là gần như không thể. Tại sao lại thầy nói như vậy? Thầy lấy ví dụ như này, thầy có nói một học sinh mà tổng kết lớp 12 được 8 phẩy ạ. 8,0, thầy nghĩ cái này là không quá khó. Nhất là khi nó thành chủ trương rồi, nhất là khi mà các giáo viên và phụ huynh và học sinh đều nhìn thấy tầm quan trọng của điểm tổng kết này rồi, chắc chắn là học sinh sẽ phấn đấu để cho điểm tổng kết mình cao hơn. Phụ huynh cũng sẽ phấn đấu bằng cách của mình, bằng cách nào đó của mình để cho điểm tổng kết của con cao hơn. Và các thầy cô cũng bằng cách nào đó, có thể là tình thương, có thể bằng biện pháp kỹ thuật nào đó để nâng điểm học sinh mình lên. Thế thì cái việc mà điểm tổng kết 8,0 này thì cho là không quá khó. Bây giờ giả sử như em được tổng kết lớp 12 là 8,0, thì em nên nhớ rằng là điểm tổng kết lớp 12 cộng với điểm trung bình của 4 môn thi chia đôi, nếu đạt 5 trở lên là tốt nghiệp. Tất nhiên là sẽ có thêm ngưỡng điểm liệt nữa. Thế thì nghĩa là gì? Nghĩa là trung bình 4 môn thi của em, trung bình 4 môn thi, 4 môn mà em chọn ra để xét tốt nghiệp ấy, chỉ cần đạt bao nhiêu? 2,0. 82 là 10 chia đôi là 5, đúng không? Thế là độ, thế này nghĩa là độ tốt nghiệp rồi. Mà 4 môn thi trung bình là 2 nghĩa là gì? Nghĩa là tổng của 4 môn đấy, tổng điểm 4 môn của em chỉ cần bằng mấy ạ? 8 điểm. Trong đó có những môn em tự chọn rồi, thầy hỏi các em là trượt thế nào rồi? Không thể trượt được. Ví dụ em là một học sinh thiếu A, cứ cho là em thi bắt buộc cả tiếng Anh đi, em lại có toán, văn, tiếng Anh, em lại đăng ký thêm hai môn lý hóa, đúng không ạ? Thế thì ví dụ như em đăng ký với bộ, em đăng ký với trường nhé, hoặc là sở, là em muốn xét tốt nghiệp bằng các môn toán, văn, ngoại ngữ là bắt buộc và hóa, ví dụ thế. Thế thì em khối A hay là khối B đi chăng nữa thì chỉ cái điểm toán điểm hóa của em làm để tốt nghiệp không được nổi tháng. Do đó cho nên là cái việc đỗ tốt nghiệp này đều gần như chắc chắn. Thế thì vì cái áp lực của việc thi tốt nghiệp nó không lớn lắm, cho nên thầy cho rằng là trong cái kỳ thi chung này này, đề thi của chúng ta ấy, nó sẽ tương tự như đề thi khối A năm 2013 và khối A năm 2014. Nếu bạn để ý kỹ đề thi đấy, bạn sẽ thấy là như thế này này. Trong cái đề thi đấy nó pha trộn khá nhiều câu của đề tốt nghiệp 2013, 2014, khá nhiều câu được tốt nghiệp. Và mặc dù là tỷ lệ số câu dễ của nó ít hơn so với đề tốt nghiệp, nhưng cũng rất đáng kể nếu mà so với đề của 2011, 2012. Chúng ta thấy là đọc đề thi đại học năm 2011, 2012, thầy đang nói riêng môn hóa nhé, ta hầu như không thấy có câu nào là siêu dễ, đúng không ạ? Nhưng mà đọc đề khối A 2013 và khối A 2014 có những nhiều câu là vô cùng dễ, siêu 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 dễ. Thì lấy ví dụ như năm 2014 nó có một câu là gì ạ? Cho kim loại nào dưới đây không tác dụng với dung dịch AS4? Đáp án A là magie, B là natri, C là canxi gì đấy, hay là gì đấy, đã một sắt ví dụ thế, và D là đồng. Thì ai chẳng biết là đồng, kim loại đứng sau hydro thì không tác dụng với 12 môn loại. Câu đấy thì nghĩ học sinh lớp 8 trả lời được, nhưng tại sao vẫn có những đề thi đại học? Đấy là điều vô lý. Nếu như là thi đại học năm 2011, 2012 không bao giờ có những câu như thế. Hoặc là năm 2013 chúng ta có một câu như này: cho X là một alpha amino acid có M lớn 75, tên của X là, ai chẳng biết đó là glycine. Câu hỏi đấy là câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn, vô cùng ngớ ngẩn. Và thực tế là đáng lẽ ra thi đại học không bao giờ có được câu như thế, thậm chí là câu đấy đưa để tốt nghiệp nó còn dễ. Thế thì cái đấy chính là sự thay đổi nhé. Chúng ta manh nha cái điều đó ngay từ 2013, 2014. Ta nhìn vào đề ta sẽ thấy là gì?
Nếu như là đề thi tốt nghiệp nhé, nếu bình thường đề tốt nghiệp thì nó sẽ có khoảng 80% là những câu ngớ ngẩn. Đề tốt nghiệp thứ đây ạ, 80% ngớ ngẩn. Nhưng mà nếu như đề thi gộp vào á, nó cũng ngớ ngẩn như thế thì sẽ không thể làm căn cứ để các trường xét tuyển tốt nghiệp, xét tuyển đại học được. Do đó cho nên là ta so sánh lại, nếu như là đề thi đại học, đề thi đại học như này, đề thi học là 2011 và 2012 nhé, nói riêng môn hóa đi, môn khác thì không có chuyên môn thì không dám nhận xét, thì nó chỉ có khoảng 10 cho đến 20% là ngớ ngẩn thôi. Đấy, bây giờ gộp hai cái kỳ thi này vào là một, thì thầy sẽ phỏng đoán là gì ạ? Trong đề của chúng ta nó sẽ có tầm khoảng 40 cho đến 50% là ngớ ngẩn. Chắc là cộng mà chia đôi kiểu như thế. Tất nhiên nói ngớ ngẩn là nói hơi quá, để nói như vậy để cho chúng ta ấn tượng thôi. Thầy thì rất thích dùng tính từ mạnh, cho nên là nhiều bạn mà xem clip của thầy xong thì kêu là thầy kêu, xong rồi thầy là cũng được, không chuẩn mực thế này thế kia. Ra là đấy là cách mà thầy muốn để cho các bạn chú ý thôi. Thế còn là thực ra nói là 80% ngớ ngẩn thì cũng hơi quá đáng. Phải nói là gì ạ? 80% là dễ, siêu dễ. Không phải tất cả những đấy đều ngớ ngẩn đâu, nhưng nói chung mà nó dễ. Thế thì nếu như bộ mà gộp hai kỳ thi là một nhá, thì chúng ta có đến 40 đến 50% là những câu mà dễ và rất dễ. Có những câu nó cũng dễ thôi chứ không hẳn là rất dễ, nhưng mà 40 50% gần một nửa của đề dễ, rất dễ. Và điều đó em thể thấy ngay trong đề khối A 2013 và đặc biệt là khối A 2014. Đề khối A 2014 mà có rất nhiều học sinh của thầy đi thi về nói rằng là em chỉ mất khoảng 30 phút để làm xong 40 câu. 30 phút để làm 40 câu. Tức là ta biết là một nửa của đề là 25 câu đúng không? Thì có lẽ là các bạn chỉ làm mất khoảng 15 phút. 15 phút xong, 15 20 phút xong được 15 câu đấy rồi. À, xong được 25 câu đấy rồi. Thế thì đấy là những câu tốt này. Và nó sẽ làm cái nhiệm vụ là để cho cái tỷ lệ đỗ tốt nghiệp chúng ta vẫn cao, vẫn đẹp. Thế thì 50 đến 60% còn lại sẽ là phân loại. Đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ có, đây là những câu mà dễ và rất dễ nhé. Thế thì chúng ta sẽ có 50 cho đến 60% còn lại là những câu như thế nào? Có phải là câu khó không? Chưa khó đâu em ơi. Cái kia là dễ, rất dễ đúng không? Thế thì chúng ta sẽ có những câu là gì ạ? 50 đến 60% những câu hơi dễ. Chúng ta có những câu gì? Chúng ta có những câu bình thường, tức là vẫn chưa khó. Chúng ta mới có những câu hơi khó. Chúng ta mới có những câu gì ạ? Khó. Rồi mới đến những câu rất khó và vô cùng khó. Đấy, chứ không phải là ngoài cái 40-50% kia là khó ngay đâu. Cho nên là ví dụ như đề thi khối A 2014 chẳng hạn. Thực ra cả cái đề đấy có 50 câu thì chỉ có 6 câu có thể xếp vào loại là khó hay là rất khó. Tổng cái đống này thì có 6 câu, 6 câu trên trên 50 câu thì các bạn thấy đấy, phần trăm rất là nhỏ. Đúng không? Khoảng 12% cũng đáng kể. Như vậy thì nói tóm lại là gì? Nói tóm lại là khi mà kỳ thi đã gộp lại là một thì cái mức độ phân loại của đề thi nó sẽ bị giảm đi. Chúng ta chỉ còn 50 câu mà muốn phân loại học sinh từng mức bậc thang này khó lắm. Do đó cho nên là đến mất một nửa đề dành cho việc xét tốt nghiệp, gần một nửa đề đấy sẽ là những câu dễ, rất dễ. Thế nhưng câu mà chỉ hơi dễ thôi, những câu bình thường, những câu hơi khó này sẽ là những câu chủ đạo, là những câu chủ đạo. Thế còn cái khó, rất khó thì có đáng kể gì đâu. Và bởi vậy cho nên là để đạt được kết quả tốt trong kỳ thi này, cái điểm mấu chốt nhất là gì? Là chúng ta phải nắm được kiến thức cơ bản. Kinh nghiệm xương máu của đề cuối A 2014 là gì? Chốt lại một câu, đó là cái đề mà nó khó ở những câu dễ. Tại sao lại nó là khó ở những câu dễ? Vừa rồi thì có nói rằng là có những học sinh mà chỉ mất 30 phút để làm hết 40 câu, chỉ còn 10 câu và còn 1 tiếng để làm 10 câu đấy. Thế nhưng mà cuối cùng thì chốt, thế cuối cùng thì cái bạn đấy ấy, kết quả bạn có tốt không thì không phải ai làm theo cách để tốt. 40 câu đầu tiên em làm chỉ có 30 phút, có nghĩa là gì? Em đã dành quá ít thời gian cho những câu đấy rồi. Cho dù là nó dễ thật, đúng không? Nhưng mà cũng phải nên cân nhắc liệu có đáng không. Chúng ta nên biết rằng là
trong trắc nghiệm các câu hỏi đều bình đẳng nhau, mỗi câu đều 0,2 điểm. Thế thì bạn có làm được câu khó nhất ở trong cái đề đấy, em cũng chỉ được 0,2 điểm. Mà em có làm câu dễ nhất trong câu đấy, ví dụ cái câu mà kim loại nào không có dụng được gì hay bốn loãng rồi đấy, em cũng được 0,2 điểm. Thế tội gì mình phải làm câu khó? Cái năm 2014 này, bệnh của những bạn học giỏi là gì? Những đứa học giỏi ấy, thì nó lại hay đăng ký trường cao, giỏi nữa, thi dược, thi y, thi ngoại thương, thi quân y, vân vân. Thế thì những bạn học giỏi như vậy, các bạn nhiều khi có cái áp lực rất là lớn, vì mình thi trường cao mà. 9 điểm cũng chưa chắc đã đỗ, 2013 thì y 27 điểm rưỡi, đi Hà Nội. Do đó cho nên là vì cái áp lực đấy, cho nên các bạn hay có một cái tâm lý suy nghĩ sai lầm là gì? Mình muốn đỗ, mình muốn hơn người khác thì mình phải làm được câu khó. Cho nên là gặp cái đề cuối A 2014, những bạn học giỏi rất hay say đòn với câu khó. Tức là càng nhìn thấy câu khó càng lao vào, quyết tâm giải bằng được câu khó để mình hơn người khác. Nhưng mà cuối cùng khi ra về thì mới thấy rằng là gì? 30 phút đầu tiên chúng ta làm được 40 câu, nhưng trong 40 câu đấy có khi sai mất 5 câu rồi. Chỉ nhiều hơn, lắm 10 câu. 10 câu còn lại dành 1 tiếng để làm chưa chắc làm được hết. 10 câu đấy dành 1 tiếng để làm có khi chỉ làm được 6 câu, 5 câu thôi. Vậy là sai 4 5 câu đúng không ạ? 4 5 câu đấy cộng với 5 đến 10 câu mà chúng ta đã sai lúc trước, cuối cùng kết quả không phải là tốt. Không phải là tốt. Do đó cho nên là cái kinh nghiệm rút ra từ 2013 2014 là gì? Chúng ta phải cẩn thận với những câu dễ. Cẩn thận với những câu dễ, không có chủ quan với nó. Các em đi thi các em làm được câu bất ẩn thức thì em chỉ được 1 điểm. Em khảo sát được hàm số, vẽ được hình, xét được bản biến thiên, lập được bản biến thiên, em cũng được 1 điểm. Nên làm cách nào? Một cái đứa mà giải được câu bất ẩn thức nhưng lại sai bài khảo sát hàm số là một đứa rất ngu. Nói cách thẳng thắn là như thế. Đúng không ạ? Khó làm được mà dễ không làm được thì là ngu chứ còn gì nữa. Đúng nào? Do đó cho nên là chúng ta phải xem lại cách học đối với tất cả những bạn học giỏi. Không nhất thiết phải lao đầu vào những câu khó khi mà tỷ lệ nó thấp đến như thế này. Thầy tin rằng là gì ạ? Cứ cho là cái này nó khoảng 10% nhé, làm tròn tí, không 20%. Thầy cứ cho là câu khó và rất khó nên đề là chiếm 20%. Vậy chỉ cần em làm thầy thật chắc chắn 80% này, tức là 40 câu ấy, là nó được 8 điểm rồi. Em chỉ cần làm thầy thật chắc chắn 8 điểm. Thế còn 20% còn lại, cứ cho là gồm em lại sai sót một vài câu, 20% còn lại em làm được cho thầy được đến đâu thì làm, không làm được em thể giới hạn khoảng, em thể sấp xỉ. Em nên nhớ rằng là trong khóa kíp 1, kíp 2 của thầy ấy, có rất nhiều phương pháp đặc biệt, không cần phải chuẩn mực mà vẫn tìm được đáp án, giới hạn được đáp án. Thì trong trường đấy em hãy vận dụng tối đa những phương pháp đó vào, cộng với việc là gì, thành bừa chọn ngẫu nhiên. 8 điểm chắc chắn rồi đúng không? Chúng ta vừa kết hợp xét khoảng, vừa kết hợp thử đáp án, vừa kết hợp giới hạn khoảng, vừa kết hợp sấp xỉ, vừa kết hợp với đoán bừa đoán mò. Chẳng nhẽ từ kinh nghiệm này, chẳng nhẽ lại không đúng được khoảng 4 câu. Nếu như em đã đúng được 40 câu đầu tiên này, em đúng thêm được 4 câu khó và rất khó nữa, tôi cho thầy không? Là em được 8,8 thôi. 8,8 là hoàn toàn thể làm cho những 9. Mà các em nên nhớ rằng gì? 9 điểm 93, mỗi môn được 9 điểm, không hề khó một chút nào cả. 93, 27 chúng ta phải đỗ tất cả trường, các trường. Đúng không? Do đó cho nên là kể cả với những bạn học giỏi hay là bạn học chưa giỏi, thì khi mà người ta đã gộp kỳ thi lại là một như thế này rồi, thì yếu tố quyết định chúng ta là nắm vững kiến thức cơ bản, làm thật chắc chắn, thật khẩn trương, thật chắc chắn những câu dễ và những câu bình thường. Đấy mới là chìa khóa để chúng ta thắng được kỳ thi này, chứ không phải là những câu khó. Những năm trước, ví dụ như 2011, 2012, trong đề có đến 30% là khó và rất khó, thì lúc bấy giờ 30% là 3 điểm. Chúng ta đầu tư cho việc học những câu khó là rất xứng đáng. Học những câu khó để từ 7 điểm lên 8, 9, 10 điểm. Nhưng mà đề thi như đề khối A 2013, 2014 và đề thi của năm tới đấy này, 2015 này, thì câu khó và rất khó là chỉ chiếm 10-15% thôi. Có nghĩa là gì? Không cần làm những câu đấy mình đã được 8 điểm, 8 điểm rưỡi rồi. Thế thì có cố thêm câu đấy để làm gì đâu? 8 điểm, 8 điểm rưỡi đấy là thầy đang nói là phần làm được nhé. Nên nhớ rằng là ngoài 8 điểm, 8 điểm rưỡi đấy, em còn có thể chọn bừa phần còn lại, hoàn toàn thì được 9 điểm. Thế thì chúng ta bỏ rất nhiều công sức ra để làm những bài khó và rất khó, cuối cùng chỉ được thêm có 1 điểm thôi, hoàn toàn là không đáng.
Đấy là điểm mà thầy lưu ý khi mà phân tích cho các bạn về cái sự thay đổi đề thi của năm nay. Trên cơ sở đấy, trên cơ sở hiểu biết về kỳ thi của năm tới, trên cơ sở hiểu biết về đề thi của năm tới, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp về việc là khóa kíp chúng ta thay đổi như thế nào với cái đề thi, với kỳ thi, và cách học chúng ta cũng nên như thế nào cho nó phù hợp với kỳ thi và đề thi.